Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng tiêu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối phận tiền, ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành. Nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều si mê. Chính vì ngu tối lệ thế, tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy có mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn năn. Dập đầu sám hối nghiệp căn, đều do ý tạo vô vàn nghiệp nhân. Chư Phật Bồ Tát ân cần, cùng chư thánh chúng lý chân tự thành. Đã từng chỉ giải đành rành, bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu. Phải coi phiền não như thù, vì phiền não nhập che mù tuệ căn. Nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chằng chịt với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát mục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi. Vì dòng nhân quả đời đời ra, và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ tôn. Giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Kể từ vô thị ra vào, trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau. Tưởng mình tâm thức
đất thanh cao, à biết đâu ngu dại xa vào bẫy mai. Hoặc nuôi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bày oán khiên, để cho phiền não nổi lên tạo ra vô lượng vô biên tội tình. Nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên, hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham. Việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tử giam. Ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay. Hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang. Năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn. Hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sáu thức tâm thần đảo điên, hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liên sáu hành, hoặc do sáu ái hoạn hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên. Thần là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sữa như chàm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám cố nên đầy kiếm hoan, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh. Con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si. Hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tính phàm, chính duyên chẳng chịu thiếu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biên sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sáu trì kiến tung hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can. Mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tập xấu rộng đàn nhập tâm. Ta oai ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn. Cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bao dẫn đưa về ơi.
Nguyện nhờ công đức cao dày phá môn sám hối đêm ngày hằng chuyên ăn năn ba số não phiền cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành sáng soi ba tuệ ba minh ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong não phiền bốn số trong lòng nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan em bốn vô lượng bốn tín tâm mà ác duyên thông khổ không cần sợ chi nhân duyên năm số động thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn năm phần năm mắt như băng đời đời kiếp kiếm chẳng hằng dính nhớ thần thông sao thứ có dư sao trần chẳng thế làm mờ trăng sao anh sao ba la mật hạnh cao sao thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh nhiễm mơ chẳng vương trên mình nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi nguyên nhân bảy số trở đi cho đến mười số tức thì tiêu tan ngồi hoa thanh tịnh yên bàn tám công đứng thủy quay màn lưỡi xanh hành mười vị cũng viên thành đoạn trừ chín đô thực hành chín phen nguyên nhân mười một trở lên mười hai mười tám nhân phiền não tiêu nhằm vào thế tánh cao siêu tánh không lý giải muôn điều đều thông anh bánh xe chánh phá chuyển vòng ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh mười tám bất cộng hoàn thành vô lượng công đức sẵn dành độ tha nguyện dù ở tại ta ba cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng nguyện lòng cung kính mười phương chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Nay con đảnh lễ Phật rồi xin sám hối việc đời lâu xa nguyện rời ác hữu chúng ma dựng xây cuộc sống an hòa tương lai tiêu trừ nghiệp án lâu dài thân hành nghiêm thiện chẳng phải lời nguyện làm người dù bất thánh hiền cũng vương lầm lối ưu phiền đôi khi cũng do tập quán hành vi cũng do lời nói nhiều khi lỡ làng thánh còn tu chẳng dễ dàng phàm phu dám hỏi cường cường đường ru anh các bậc tri giả ngày xưa biết quan sáng lỗi mới chừa được triền miên như cá sông hằng chẳng phương tỉnh thức trời trắng miệt mai phá tâm hổ thẹn sớm mai triền tiêu nghiệp tội xưa rày nặng mang khi xưa chư Phật cũng làm mà phán lộ sám mỗi niên bàn dựng xây con nhờ công đức cao dày của vô lượng Phật chỉ bài ăn năn khiến cho phước Phật
tuệ càng tăng, công phu sám hối sánh bằng trời cao. Công phu sám hối thực hành trước cần nghiêm chính, thân hình ngoài trong ngoài thời chim bái tôn dung, trong thời quan tướng môn lòng thiên thai. Quan thân trong cõi ta bà có tình tham luyến mãi mà đường sao ai một mai hơi thở không vào bốn đại tan rã khi nào phục hồi. Nếu không gặp Phật ra đời cùng chư hiền thánh hết lời bảo ban, mà nghe bạn hữu hoang đàn nướng sâu đàn hiểm hố hang bữa vào lỗi lầm tạo tới chân nào luân hồi muôn kiếp đã vào khó ra. Thứ hai tự nghĩ đời ta tuy gặp Phật pháp nhưng mà uổng thay, chẳng từng biến sống hàng ngày y lời phân dạy mà dạy công tu hành. Mong ngài thoát khỏi ngục tù nói dòng huế mãn công phu chân truyền, lại còn che giấu phận hèn nghênh ngang ngoài mặt chẳng phiền chẳng lo. Chậm chân đã lỡ chuyến đò còn đau dám nhận là ngu nhất đời, lẽ đâu hiền thánh Phật trời chẳng hay chẳng biết ba thời tôi xưa. Ngu si mà cũng dài khờ, con xin sám hối trong nhờ lưỡng trên chư Phật Bồ Tát hiền, con xin đánh lễ nghiệp duyên sám trừ. Lại xin sám hối phần tiền ăn năn tội lỗi tạo trên dương trần, sở khi địa ngục xa chân bán ghi tội phước muôn phần chẳng sai anh. Đầu trâu mặn ngựa ra oai, còng đầu theo nghị văn nài ít chi, diêm vương mặt sắc thị uy, hoàng gia trái chủ nợ gì tâu lên anh. Kẻ thưa đời trước oán khiên, sát sanh nâu nướng chân chiên làm mồi, người thưa thuở trước trên đời giả mang chim đoạt hết tài vật tài. Kẻ thưa thân quyến toàn gia, nhà tan cửa nát chẳng tha mạng người, ngày nay nó đã hết thời thừa cơ báo kêu trời chẳng dung mang. Chứng nhân kéo tay trùng trùng, oán kia chồng chất khó lòng kéo oan. Khế kinh đã nói rõ ràng, pháp nơi địa ngục chẳng oan uổng gì. Bình sinh tạo tội quên đi, đến khi sấm chết nghiệm gì cũng ra, tức thì địa ngục phải xa, oan oan tương báo rất là phận mệnh anh. Diêm vương nội trận lối đình, phóng tay hà chỉ gia hình trả oan, dẫu vô lượng kim than vàng, cũng không thoát cảnh cửa bàn che xương anh. Người thân cư
cũng chẳng dám đương mình làm, mình chịu dễ nhường cho ai. Biết thân đã tạo nghiệp sai, sám cầu sám hối nhẹ bài ba phân anh. Vô thường ập tới bấn thần, hối than chẳng kịp muôn phần uổng công. Này còn sám tự đáy lòng, khẩn cầu Phật Thánh thầy đồng chứng minh. Ăn năn hết mọi tội tình, cúi đầu con lại tâm thành kính dân. Kể từ vô thị đến nay, vô minh che lấp nghiệp dày đã cam. Tùy theo tính chất việc làm, đã gây đủ mọi lỗi lầm oan khiến. Hiện tại quá khứ vô biên, đam mê vật chất do phiền não tham. Giận hờn phát tác nghiệp sân, vô minh nên tạo vô ngần nghiệp si. Từ cao ngã mạn khinh chế, nghi ngờ chánh pháp say mê sâu trần. Học tà kiến lạc nguồn chân, không tin nhân quả chẳng cần tính toán. Trăm ngã tâm tánh hung hăng, luôn tranh phần thắng chẳng nhường nhìn ai. U mê suốt cả ba đời, chấp thường chấp đoạn chấp đời tín cuồng. Kiến thủ giới thủ chẳng buông, não thân tan nghiệp vọng cuồng đảo điên. Đời con đã lâm não phiền, nay xin sám hối thanh hiền chư tôn. Con nguyện chẳng dám mỏi mòn, để đào sám hối sắc son chỉ thành. Đế đầu sám lại hồng danh, xin chư Phật chứng lòng thành của con. Tâm lòng tha thiết sắc son, não phiền sâu nặng chói mòn tâm can. Sám trừ phiền não lẫn sang, sám tiêu phong dần, sám tan biển lười, sám cho trí giác kịp thời, sám trừ ngũ muội ta người chẳng phân. Sám không dối trá dữ dằn, sám tàn lửa cháy nung hầm nội tâm. Sám buông lòng ngậm oán hờn, sám trừ công kích tranh hơn với người. Sám chấp hình tướng bên ngoài, sám lòng tham loạn mười hai duyên trần. Sám cho trọn vẹn mười phần, khổ bao tam giới chỉ tâm sám hoài. Não phiền tác hại mọi loài, ăn năn sám hối không phải nhạt lòng. Dập đầu lại đấng chi công, lại chưa hiền thanh rũ lòng chứng tri. Tất cả phiền não sám rồi, con xin phát nguyện một lời thiết tha. Tội từ ý nghiệm gây ra, gốc căn nghiệp tội chính là tham sân. Si mê ai dùng sân trầm, giờ xin dứt sạch cõi căn não phiền. Nhận rằng ba cõi nhân thiện, y như ba ngục trói xiềng thân ta.
bốn đại như rắn trong nhà, năm uẩn xem kỳ thực là thù chúng. Sáu nhập thực chất rộng không, ái dục chân kháng vật trong vật ngoài. Cần tu bát chánh không này, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn. Ba mươi bảy phẩm an toàn, mười ba la mật nhẫn cam tu hành. Tu thân miệng ý tịnh thanh, tâm thành phát nguyện lời lành kính dân. Chỉ tâm đảnh lễ ba lần, ba ngôi tam bảo tinh cần quy y. Bệ ái dục sông ngàn trùng, mà đại dương khổ đã mênh mông xa vời. Cần cầu giải thoát luân hồi, niệm Di Đà Phật thời thời tinh chuyên. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng con trì niệm danh hiệu chân thật, đầy đủ công đức của Phật Di Đà. Xin Phật từ bi nhiếm thọ chúng con, chứng minh chúng con sám hối phát nguyện. Bao nhiêu ác nghiệp chúng con đã làm, mà đều bởi vô thị những tham sân si, động thân miệng ý mà phát sanh ra. Ngày nay chúng con xin sám hối cả nguyện cầu chúng con trong lúc gần chết, khỏi có tất cả mọi thứ trở ngại, trực tiếp nhìn thấy Đức Phật Di Đà. Từng khả vãng sanh thế giới cực là bao nhiêu thiện căn do chúng con làm, bao gồm pháp hạnh sám hối
sanh, cùng đưa quán sanh thế giới cực lạc. Bán nhà ba la mờ đa tâm kinh, quán tư tài quán sau bàn nhã, ngài thấy rằng tất cả là không. Năm uẩn cũng thế một dòng mà là không nên vượt khỏi vòng khổ đau. Xa lời tự pháp sâu tin chẳng, sắc là không không sắc chẳng hai. Này xa lời tự nghe đây, bốn nguyên cả pháp xưa đầy tướng không. Vì không tướng nên không sanh diệt, cũng chẳng tăng chẳng thiện mây nào. Chẳng nhớ chẳng sanh tơ hào, ở trong không đó pháp nào cũng không. Đã không sanh lại không cả thọ, tưởng thức hành lại có hay sao. Mắng tai mũi lưỡi thật đau, không thân không ý dễ giàu thức sanh. Cũng chẳng có sanh thanh hương vị, xúc pháp kia cũng chỉ giả thôi. Nhãn giới đã chẳng có rồi, đến ý thân giới tham ôi có gì. Vô minh đó là chi chẳng thấy, lẽ nào đâu tận thấy vô minh. Đến như lão tử chẳng sanh, mong lão tử tận thân tình luôn công. Khổ tâm về đạo đồng không có, trí tuệ mong được có được chăng. Các hàng Bồ Tát vẫn hằng ngày theo bát nhã không ngăn ngại gì. Không sợ hãi viên lý điềm đạo, xa lìa mong tướng đáo niên bàn. Ba đời chư Phật thường làm mà y theo bát nhã nhập hàng thánh nhân. Ba la mận thường chân đẳng giác, ngồi tòa sen diệu giác bồ đề. Thế nên chú bát nhã kia là đại thần chú đưa về nguồn chân, là đại minh oai thần vô thượng, là chú thần diệt chướng vô song. Hay trừ ân thầy khổ không, phải nên tin chẳng xóa lòng hoài nghi. Nên như vậy tức thì nói chủ yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà hăng. Yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà hăng. Công đức sám hối khó nghĩ lường, vô biên phương đứng nên tỏ tường. Nguyện khắp chúng sanh trong phạm giới, mau về cõi Phật thắng một đường. Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ, văn thù phổ hiền quang năm độ. Bồ Tát nhiều vô số, đại trí bờ kia chư thiên hồn. Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện đưa trí tuệ đẳng tướng hảo. Nguyện bao tội chướng sám tiêu trừ, kiếm kiếp được theo ngôi tam phùng nguyện. Nay thời đệ tử chúng con tề tựu trước điện Phật, thành tâm sám hối pháp sám nước từ bi. Nguyện xin được tiêu trừ các tội lỗi,
hoặc tiền kiên oan trái, hoặc nhiều kiếp oan thù, hoặc phạm các điều giới cấm, hoặc sát hại mạng chúng sanh, hoặc tạo thân ba nghiệp tội miệng, bốn nghiệp ác ý, ba nghiệp xấu lầm, làm điều quay gây các tội lỗi. Ngưỡng mong oai thần chư Phật từ lực Bồ Tát minh huân gia hộ chúng con, tội chướng tiêu trừ căn lành, thêm lớn tiếng tu đạo nghiệp phước huệ trang nghiêm. Khắp nguyện âm kêu dường thái pháp, với chúng sanh tình giữ vô tình, đồng thành Phật ấy đạo nam. Giờ đây đành lễ Phật rồi, con xin bày tỏ những lời ăn năn. Nhờ ơn rửa sạch nghiệp căn, thân tâm thanh tịnh băng khoan tiêu trừ, không còn vọng tưởng mong mơ, không còn vướng mắc nghi ngờ pháp linh. Trong giờ ác diệt tiên sinh, chú tâm quan sát tiên trình căn nguyên, một là quan sát nhân duyên. Tội do ngu dốt vô biên mà thành, tâm tư vốn chẳng hiện lành, bởi không kiên cố thân hành đạo sâu, oan kiên nghiệp chướng ngập đầu. Tự mình như cá cắn câu tham mồi, như tầm keo kén tưởng chơi, tự mình giam hãm cuộc đời tự do, thiếu thân nhào tới lửa lò, tự thiêu tự đốt thành tro hoang tàn. Vì vô minh mới nghênh ngang, lìa xa bạn tốt không màng lời hay. Phật và Bồ Tát chỉ bày, cũng không nhìn thấy đường ấy mà vào. Hai xem nhân quả luân lưu, ba đời bao ứng gây nhiều gian nan. Gieo nhân hai quả nào oan, đắm chìm biển khổ miên mang vô bờ. Dù cho tay kiếm tay cờ, dù cho oanh liệt ngôi vua lấy lần, cũng trong khoảnh khắc vô chừng, hết đời cũng đọa ba từng dữ kia. Dù cho phương bảo ê hề, ở trong ba cõi lầm mê vẫn còn. Bốn không định cũng hao mòn, phước kia hướng hết lại hoàng súc sanh. Làm thân trùng bỏ hội tâm, đeo mình trâu trắng tranh giành máu hôi. Vậy mà vẫn cứ biến lời, vẫn không biến xám ba đời nghiệp oan. Khác gì nước ngập hố hang, mà ôm đá nặng kiếm đàn thoát thân. Ba là quan sang bản thân, mặc dầu tâm giác chánh nhân sẵn rồi, nhưng vì mê muội nhiều đời, ái ân chẳng chịch như trời đầy sao. Mênh mông chẳng biết phương nào phát xa
thanh tuệ giác tìm vào chân như triệt tiêu ba kẻ nỗi thù, ngăn đường giải thoát ưu tư chất chồng. Mà khi thưa Phật chi đại hùng, mà quyết tâm khổ hạnh dứt lòng tử sanh, luân hồi hư huyễn vô hình. Trở về bản giác chuyên bành pháp luân, bốn là quán sát Phật thân, bất sanh bất diệt trong ngần lưu ly, việc siêu tư cú bách phi, an nhiên vạn đức từ bi không ngần. Vào đời tiếp độ phạm nhân, tuy rằng chẳng thấy mà gần kề bên, quán công bốn thứ căn nguyên, thân là phương pháp thánh hiền hằng tu, loại trừ chướng ngại ngũng tù. Vượt dòng sinh tử vẫn vô cõi thường, con xin sám hối mười phương, chí thành tung kinh cúng dường chư tôn. Từ vô thị đến hôm nay, chướng ngại phiền não càng ngày càng tăng, lắp che thiện tánh tuệ căn, không cho thấy Phật ân cần xót thương anh. Không cho nghe pháp chân thường, không gặp thiện hữu thánh tăng hộ trì, không cho giải hết ba thì, nghiệp hoang bức bách biết gì nữa đâu. Đường ai nẻo sang pháp màu, như mù chẳng biết nông sâu mà dò, trách trời oan đất quanh co, biết đâu phiền não cũng do tại mình. Thần thông chẳng thấy hiển linh, nổi bao chướng ngại tu hành Phật môn, thiền tịnh tu chẳng nên hồn quán nhân duyên, lại dâm dồn chướng duyên. Mãi phương tiện cũng chẳng chuyên, bốn công gia hạnh chướng phiền chẳng không, từ bi hỷ xả cũng không, văn tư tu cũng chẳng công cán gì. Mong gì tam quán vô vi, mong gì giác ngộ liễu tri đạo màu, thiền tư niệm thứ càng rầu, năm căn năm lực có đâu mà hành. Bốn thứ thần túc chẳng thành, băm bảy phẩm đạo cũng đành dễ vui, cũng vì phiền não mà thôi, tam minh tư trí muôn đời chẳng thông minh. Vô ngại bốn đạo lòng vòng, sáu ba la mật khó lòng thực thi, tứ nhiếp pháp chẳng biên gì, đại thừa bốn thể ngũ si chẳng tường. Mười minh mười hạnh ương ương, mười hướng mười nguyện biết đường nào tu, tuệ gia trị kiến như mù, Bồ Tát mười địa nhìn thu chẳng tròn. Não phiền chồng chất như non, tâm nào tĩnh lặng đặng tròn quả tu, não phiền chướng ngại công phu, con xin sám hối thân dù héo hon, sông có cạn núi có mòn, cũng xin
tha thiết lòng xóm không trần, hướng về chư Phật chư Tôn khẩn cầu gia hộ tâm hồn lắng trong, mà một mai đạo quả đáng công, nguyện về cứu độ tận cùng chúng sanh. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, nhờ công sám hối tâm hồn lắng trong, ăn năn với cả tấm lòng, mong ơn chư Phật cảm thông hộ trì. Nhờ công sám nước từ bi, mà ba nghiệp chướng ba thì được tiêu, từ nay tự tại phiêu diêu, thọ sanh tùy ý theo điều ước mong em. Chẳng do ác nghiệp xoay vòng, tình thân cõi phận hòa đồng chúng sinh, tiếng sâu cảnh giới tình minh, tứ thiền thấu triệt u minh chẳng lầm. Giảng kinh xuất tự thâm tâm, thời lời nhập pháp siêu phàm diễn ca, não phiền của cõi ta bà, vô minh vì thế cũng đà triệt tiêu. Huệ như mặt nhật trên cao, rọi soi các cõi cõi nào cũng thông, mười phương thế giới đại đồng. Ung dung vô hỷ thần thông tuyệt vời, nay còn phát nguyện đời đời, cúi đầu lạy Phật ba thời chứng. Cuối đầu đánh lễ mười phương, chư Phật Bồ Tát tướng thương bao lần, chứng tri con đã năng năng. Sám phiền não chướng vết hằng nội tâm, bao ác nghiệp cũng âm thầm, gây nhiều chướng ngại gieo mầm khổ đau, con xin tha thiên khẩn cầu. Sám hối nghiệp chướng đê đầu trình lên, nghiệp là quả báo nhân duyên, như là trang sức tự nhiên của đời, nghiệp là mầm mống luân hồi. Tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành, nghiệp báo ứng rất vô tình, nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân, nghiệp là quả, nghiệp là nhân. Trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai, thấm to về nghiệp mấy ai, ngoại trừ Phật trí vượng ngoài thế gian, mênh mông chẳng thể nghĩ bàn. Phàm phu trí thiện há toán nghi ngờ, lý sâu nghiệp báo mù mờ, dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi, thấy nghe nông cạn trong đời. Người hiền sao chịu bao thời đắng cay, người ác lại có đủ đầy, nhà cao cửa rộng thơ thầy chất sân, thấy đời thiên ác bất phân, cần chi tích đức tu nhân để phòng, mê lầm nghiệp bao chẳng thông, rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian.
Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa, hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sau hướng đền, hậu báo lại ứng triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau, hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đành. Chớ nhìn kẻ ác gặp hơn, mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm, mà sinh báo hậu báo chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp xưa. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phước mong nhờ mãi sau, án thời phương giảm tội sâu. Nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên, tu hành mà nghiệp báo lên ăn. Dễ gì thành tựu chú viên mọi bề, nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần, được cùng thiên hữu cẩn thận. Con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi, nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật xét soi lòng thành. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật thánh hiền chư tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kẻ từ vô thị đã hằng gây ra tội nhiều như các bão la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên, vậy mà chẳng biết căn nguyên. Do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệp vào vô giám ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác bạn tà đua theo, khinh chê lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bạn lành chỉ báo đường ai, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm điều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật đi. Của hàng hiền chúng tăng ni, vô tình pha đổi không chi chẳng làm, mà kể ra khôn xiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tăng cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nhờ nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tệ
đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không tâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngũ tội của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa. Thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp tiến vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sáu ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng chướng tăng, mười thư trí lực trang hoàn thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, 80 vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Nguyện nhờ công đức chi thành, sám hối mà đưa thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân. Không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thân hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán. Giúp cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quy hết thảy Phật rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Cuối đầu đảnh lễ chư tôn, con xin sám hối tôi còn ác tâm, mà trộm cướp ác nghiệp của thân, nếu không sám hối thâm phần khổ đau ai. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhiên, cọng rau ngọn có cây kim, mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi lên lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm oan ngầm đầu, chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa hình hoặc tìm nẻo giữ súc sinh, mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oan. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa, trộm cướp cổ bao chẳng vừa, nay còn sám hối xin chừa lòng tham, nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thí lòng tham năm trời.
bạc vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành bại cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nông thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong anh. Ăn năn sám hối ăn đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt tranh, nhang đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tinh cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn, cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài, quả hoa thiên tinh cung bài, ý quyền thao túng lấy xài tự nhiên. Nay còn sám hối tội khiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri, kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm diện thân cẩn chẳng ưa, rơi rào thê vắng chín bừa đất đai, của người sáng đòa công khai, của công bọn rút mà xài việc riêng. Con xin chư Phật Thánh Hiền chứng minh con nguyện tinh chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ, đành thành pha nướng đảo mồ lương dân, em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm. Tội tình vô cáo cầm da ma, gây nên hoàng trai bất nam chia lìa, tạo bao thảm cảnh não nề, nay xin sám hối trăm bề ăn năn, kể từ vô lượng thời gian. Lạnh giao thương mãi lạnh hàng bán buôn, bán thì cân nhẹ đâu non, buôn thì nài em chẳng còn nướng tay, cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buôn. Tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào cay, dâng lời thề nguyện hôm nay, ăn năn sám hối phận thầy chứng minh, kể từ vô lượng kiếp sanh, soi tường quyết vách nổi danh cường đồ. Chẳng che cướp giật đổ hồ, trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình, mượn trò bói toán tương tình, dối gian miệng lợi cho mình mà thôi. Ăn kia nói chẳng đủ lời, nay con sám hối nướng nơi phần đa, cầu cho ác nghiệp được tha, chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh, tội kia con đã chi thành.
ăn năn sám hối tội tình hoàn không, nhờ công đức sám hên lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời. Ngọc châu mưa xuống từ trời, y phục thực phẩm muốn thời có ngày ăn. Không còn ý tưởng trộm vay, người người đều biết đủ đầy chẳng tham. Lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can, lại ưa bố thí rải ban phước lành. Hồi hướng cầu nguyện hoàn thành, thiện tâm thí độ chúng sanh muôn loài. Ái dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si hơn. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chứa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, miệng mê sinh tử thích thần rối ren. Địa ngục không có mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đường. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Trắng hoa mèo má gà đồng, chẳng phân biệt hạnh đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sau thời ăn năn. Nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đảnh lễ pháp thân Phật Đàn. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệm sai miệng mồm. Ác miệng bốn thứ bao gồm: lời nói thô ác ôm sợm dệt theo tâm
thân công mà nói lời hại chiều, nói lời chẳng thật đặt điều dối gian anh. Lời kinh giáo huấn rõ ràng à, đó là những địa ngục đàn đóa xa, cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh à, làm loài qua khu phát thanh rợn người. Nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thôi nói lời điêu hoa, ở trong thân quyên bất hòa. Hai tranh hai cái người ta lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần. Quý tam bảo ngàn lần ăn năn anh, cúi đầu kinh lại Thế Tôn. Một lòng sám hối lòng son giải bày, chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tránh hơn à, nói năng bất nhã khinh lợn người trên à, chẳng phân quen lạ sang hèn à, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phũ phàng à, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa. Cùng người xô xa quất hòa, oán trời cách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần à, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên à, tội tình vô lượng vô biên à, nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu à, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên. Ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền à, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan. Làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân. Tứ thiền bán định chứng phần Bồ Tát La Hán được thân thánh hiền. Bày điều sai khiến lòng thiên sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Nay con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ. Hoặc dùng lời lẽ tiếng to à, văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình à, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi. Lặng lơ lời nói tiếng cười à, làm điều rằng bẫy dụ người tà dâm mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoang dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tán chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay. Có oan khó nổi có bài, ôm lòng hoang hận tôi dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành à, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ. Kể từ kiếp kiếp nghìn thu à, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu à, bày ra lời nói đôi chiều.
Tháng dương ngoài mặt đặng điều sáu lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao. Vua tôi nghe kỳ lắm nhau, vợ chồng ly tán mạng bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình. Gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiêm dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành. Phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rằng ngôn ngữ tục phong mọi miền. Ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay. Cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miệng mài quý ơi. Thân nghiệp khẩu